quý nhân và chào mừng cùng dân tháo màu sài sơn ra khỏi nơi với 250.000 đồng một tháng dùng sâm nhung tố nữ tuệ linh sẽ giúp phụ nữ trẻ lại, ngủ sâu giấc, hết bốc hỏa, sinh lý luôn tràn đầy. Sâm nhung tố nữ tuệ linh chiết xuất từ cây sâm tố nữ giúp phụ nữ hồi xuân, da sáng, tóc mượt, bổ sung nội tiết mạnh gấp 10.000 lần so với mầm đậu nành và rất an toàn. Sâm nhung tố nữ tuệ linh chính là giải pháp hàng đầu giúp kéo dài thanh xuân, đem lại hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ Việt. Sâm nhung tố nữ tuệ linh trẻ hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
Bye.
thành hình ba